Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với tin tức của Vietface TV trong buổi chiều Chủ nhật. Bích Phượng sẽ lần lượt gửi đến quý vị tin tức khắp nơi trên thế giới. Bản tin đầu tiên trong phần 1 nói về các ứng cử viên đưa ra lập luận kết thúc của họ khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Được biết là chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump thì đang đưa ra lời kêu gọi cuối cùng trong một cuộc đua cực kỳ cạnh tranh. Các cuộc thăm dò thì cho thấy tình hình khó đoán, với cả hai ứng cử viên đều đạt 47% trong các cuộc khảo sát toàn quốc, nhấn mạnh áp lực lớn đối với mỗi bên để giành được sự ủng hộ của bất kỳ cử tri nào còn chưa quyết định. Harris tập trung thông điệp của mình vào cam kết hứa sẽ chiến đấu không mệt mỏi vì người dân Mỹ nếu được trao cơ hội lãnh đạo. Không có gì có thể cản trở tôi khi tôi đấu tranh cho các bạn, bà nhấn mạnh trong các điểm dừng chân tại cuộc vận động tranh cử nhằm tạo sự đồng cảm với những cử tri đang tìm kiếm một người ủng hộ kiên cường. Trong khi đó, thì ông Trump đã lên giọng gay gắt hơn, đặt câu hỏi về sự sẵn sàng của Harris và ám chỉ rằng bà sẽ không thể giải quyết được những áp lực của nhiệm kỳ tổng thống. Bà ấy sẽ bị choáng ngợp, suy sụp và hàng triệu người sẽ chết. Ông tuyên bố, kêu gọi những cử tri quan tâm đến an ninh quốc gia và quản lý khủng hoảng. Cả hai ứng cử viên đều đang vận động mạnh mẽ tại các tiểu bang chiến trường vào thứ Bảy, 24 tháng 11, nhắm vào các nhóm nhân khẩu học quan trọng ở miền Nam. Harris dự kiến sẽ xuất hiện ở Bắc Carolina và Georgia, trong khi Trump cũng tập trung vào Bắc Carolina cùng với chuyến thăm Virginia. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, với hơn 70 triệu phiếu đã được bỏ thông qua hình thức bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư. Pennsylvania là một tiểu bang dao động quan trọng, vẫn là một điểm nhấn, đặc biệt là sau phán quyết gần đây của Tòa án tối cao ủng hộ các sự lựa chọn mở rộng cho cử tri để sửa lỗi bỏ phiếu qua thư. Thống đốc Pennsylvania là George Shapiro thì đã trấn an công chúng, tuyên bố rằng chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử tự do và công bằng, an toàn và bảo mật tại Pennsylvania, và ý nguyện của người dân sẽ được tôn trọng. Khi thời gian trôi qua, cả hai chiến dịch đều đang nỗ lực không ngừng để tiếp thêm năng lượng cho những người ủng hộ họ và bảo đảm mọi lá phiếu đều có giá trị tại một số ít tiểu bang có thể quyết định tổng thống tiếp theo. Và có hơn 70 triệu lá phiếu đã được bỏ khi ngày bầu cử chỉ còn vài ngày nữa. Theo dữ liệu từ 47 tiểu bang và quận Columbia thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Con số này chiếm gần 45% trong tổng số 158 triệu phiếu bầu ước tính là được bỏ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Việc bỏ phiếu sớm ngày càng trở nên phổ biến, với tỷ lệ đáng kể các phiếu bầu được bỏ trước ngày bầu cử trong những năm gần đây. Trong cuộc bầu cử năm 2020, được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19, có gần 70% tổng số phiếu bầu được bỏ sớm. Ngay cả trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, khoảng một nửa tổng số phiếu bầu đã được nộp trước ngày bầu cử. Xu hướng này phản ánh khả năng tiếp cận và sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tùy chọn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Điều này cho thấy rằng năm 2024 thì có thể tiếp tục sự thay đổi này, có khả năng lập kỷ lục mới về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm. Và hàng trăm tình nguyện viên giúp dọn dẹp Valencia sau trận lũ lụt ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, ở Valencia, Tây Ban Nha, thì hàng trăm tình nguyện viên đã giúp dọn dẹp sạch bùn, mảnh vỡ và sự thiệt hại sau khi mà lũ quét nghiêm trọng đã tàn phá khu vực này, khiến cho toàn bộ cộng đồng bị cô lập không có điện, thức ăn và nước. Attica Schubert của CNN thì đưa tin từ hiện trường, đã ghi nhận sự tham gia đông đảo của những người được trang bị đồ dùng vệ sinh, cùng nhau giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn. Chính phủ khuyến khích bất kỳ ai có thể hỗ trợ thì hãy tập trung vào lúc 7 giờ sáng, tạo nên sự đoàn kết đáng chú ý với hàng ngàn người xuất hiện, quyết tâm hỗ trợ cho các nỗ lực phục hồi. Tuy nhiên, phản ứng này không phải là không có chỉ trích.
nhiều cư dân thì đã bày tỏ sự thất vọng về những gì mà họ cho là phản ứng chậm trễ hoặc không đầy đủ của chính phủ. Một tình nguyện viên thì đã nêu bật những sự khó khăn mà những người bị mắc kẹt không có nhu yếu phẩm trong hơn 24 tiếng đồng hồ phải đối mặt, làm dấy lên mối lo ngại về sự chậm trễ trong việc hỗ trợ và viện trợ tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu như là Tây Ban Nha. Ngoài ra thì Schubert đề cập rằng các dịch vụ khẩn cấp đã gặp trở ngại trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vì đường cao tốc không thể đi qua bị tắc nghẽn bởi các phương tiện bị lũ cuốn trôi. Trong quá trình về Iran có thể sử dụng các nhóm dân quân ở Iraq để tấn công Israel. Tình hình ở Trung Đông thì ngày càng căng thẳng sau các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu quân sự của Iran. Theo Matthew Chance của CNN, một cựu quan chức tình báo Israel đã nhấn mạnh rằng Iran có thể sử dụng các nhóm dân quân ủy nhiệm ở Iraq để thực hiện các hành động trả đũa chống lại Israel. Chiến thuật này có thể cho phép Iran phản ứng gián tiếp, tránh đối đầu trực tiếp. Không giống như Hezbollah ở Lebanon, dân quân Iraq thì vẫn gần gũi với Iran và được cho là vẫn duy trì khả năng chiến đấu, khiến họ trở thành sự lựa chọn khả thi để trả đũa. Các nguồn tin quân sự Israel đã xác nhận tình trạng báo động cao, tích cực theo dõi phản ứng tiềm tàng của Iran và đánh giá quá trình ra quyết định trong nội bộ Tehran. Các báo cáo này theo sau các tuyên bố từ một nguồn tin Iran cho rằng Iran có thể theo đuổi hành động trả đũa dứt khoát và đầu đớn trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù mốc thời gian chính xác thì vẫn chưa rõ ràng. Iran cũng đã ám chỉ rằng họ có thể mở rộng tầm bắn của tên lửa nếu nhận thấy mối đe dọa hiện hữu, cho thấy khả năng leo thang năng lực quân sự của họ. Diễn biến này càng nhấn mạnh thêm mức độ nghiêm trọng của tình hình khi các bên liên quan trong khu vực và quốc tế theo dõi chặt chẽ những sự thay đổi tiềm tàng trong chiến lược và thế trận quân sự của Iran. Và thưa quý vị, ít nhất 14 người đã bị thiệt mạng sau khi mái nhà ga xe lửa bị đổ sập ở miền Bắc Serbia. Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Novi Sad, Serbia vào ngày thứ Sáu vừa qua khi mái của một nhà ga xe lửa đổ sập khiến ít nhất là 14 người bị tử vong. Vụ sập xảy ra vào khoảng giữa trưa ở nhà ga cách Belgrade khoảng 70 km tức là 43 dặm về phía Tây Bắc. Các đội cứu hộ được trang bị cần cẩu và máy ủi đã làm việc suốt buổi chiều và buổi tối để kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Các phương tiện truyền thông địa phương thì đưa tin rằng có hơn 30 người bị thương và 2 người thì sống sót vẫn đang nằm trong viện. Trong khi lực lượng cứu hộ thì vẫn tiếp tục nỗ lực tiếp cận 2 cá nhân vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bộ trưởng Nội vụ Serbia đã cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động cứu hộ, lưu ý đến phản ứng nhanh chóng của gần 80 nhân viên cứu hộ đã được điều động vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp. Thủ tướng Milos Vucevic thì đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết sẽ chịu trách nhiệm đối với những người chịu trách nhiệm, nhấn mạnh rằng những người có lỗi sẽ bị trừng phạt. Người dân địa phương đã tập trung để thắp nến ở bên ngoài nhà ga khi chính phủ tuyên bố ngày quốc tang vào thứ Bảy. Và tình trạng bạo lực leo thang giữa Israel và Hezbollah. Sự leo thang gần đây giữa Israel và Hezbollah đã gây ra thương vong và thiệt hại đáng kể ở Lebanon. Theo báo cáo của Bộ Y tế Lebanon, thì các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất là 2.267 người bị thiệt mạng và có hơn 11.000 người bị thương kể từ khi mà Israel tăng cường tấn công Hezbollah vào giữa tháng 9. Trong đó thì có thương vong gần đây từ các cuộc không kích ở Baalbek, Hamel, nơi mà có 52 người được báo cáo đã tử vong và 72 người bị thương ở 14 ngôi làng. Quân đội Israel xác nhận là đã nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon và Beirut, tuyên bố rằng các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm cả cảnh báo trước. Tuy nhiên, CNN thì đưa tin rằng nhiều khu vực bị ảnh hưởng đã không nhận được cảnh báo thông qua các kênh tiêu chuẩn, chẳng hạn như là các tài khoản mạng xã hội tiếng Ả Rập của IDF, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của dân thường. Israel khẳng định rằng Hezbollah đã bố trí các tài sản quân sự của mình trong các khu vực dân sự ở Lebanon, sử dụng các địa điểm này để tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây đã giết chết 7 thường dân ở Israel.
Ngoài ra, thì Bộ Y tế Lebanon tuyên bố rằng các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào 243 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và trung tâm cứu thương kể từ tháng 10 năm ngoái, khiến cho 178 nhân viên y tá đã bị tử vong. Cuộc xung đột đang diễn ra đã gây ra áp lực rất lớn lên cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và dân thường của Lebanon. Báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã được công bố. Thưa quý vị, báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vẽ nên một bức tranh về một nền kinh tế đang nguội lạnh, với chỉ 12.000 việc làm được tạo ra vào tháng 10, giảm rất nhiều so với dự báo. Julia Chatterley của CNN đã phát thảo những khía cạnh quan trọng của báo cáo, nêu bật những thách thức do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây và các cuộc đình công lao động đang diễn ra góp phần vào mức tăng việc làm yếu, ngay cả khi tính đến các khoản khấu trừ tiềm ẩn do những gián đoạn này, dữ liệu vẫn cho thấy là thị trường việc làm chậm hơn dự kiến. Cục Thống kê Lao động cũng đã điều chỉnh số lượng việc làm mới trong tháng 8 và tháng 9, giảm 112.000, tiếp tục nhấn mạnh xu hướng giảm nhiệt. Đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức là 4,1%, báo hiệu sự ổn định trong số liệu này trong bối cảnh biến động. Báo cáo cho thấy những tác động cụ thể theo từng ngành, với tổn thất trong sản xuất, trợ giúp tạm thời và dịch vụ, trong khi chính phủ và chăm sóc sức khỏe tăng trưởng khiêm tốn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống, báo cáo đã trở thành điểm nóng chính trị. Chiến dịch tranh cử của Trump mô tả báo cáo là thảm khốc, trong khi Tờ Bạch Ốc có thể thích những con số mạnh hơn trước bầu cử. Tuy nhiên, Chatterley thì nhấn mạnh rằng mặc dù thị trường việc làm có vẻ đang hạ nhiệt, nhưng nó không sụp đổ. Một điểm sáng tiềm năng là dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất 0,25% vào tuần tới, có khả năng mang lại một số động lực thúc đẩy kinh tế. Bản tin vừa rồi kết thúc phần 1. Bây giờ Bích Phượng xin tạm ngưng ở đây. Mời quý khán giả theo dõi thông tin thương mại và Bích Phượng sẽ trở lại ngay sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi tin tức Vietface. Và bây giờ là phần 2. Bản tin đầu tiên trong phần 2 nói về ít nhất là 7 người đã bị thương tại thành phố Tara, miền trung Israel, vì đạn pháo bay qua từ Lebanon. Tại Tara là một thành phố ở miền trung Israel, ít nhất là 7 người đã bị thương sau khi mà 3 quả đạn pháo được cho là bay qua từ Lebanon tác động đến khu vực này vào đêm thứ Bảy, 20 tháng 11. Trong một đoạn video từ Megan David Adam, tức là MDA, dịch vụ y tế khẩn cấp của đất nước, những người ứng cứu y tế Israel đã được nhìn thấy đang làm việc tại một công trường xây dựng bị hư hại. Lực lượng phòng vệ Israel, tức là IDF, thì báo cáo rằng họ có thể đã xác định được một trong những vật thể bay rơi trong khu vực. Cảnh quay từ camera hành trình được CNN xác minh và định vị địa lý đã ghi lại được một vụ nổ xảy ra ở gần một dãy cửa hàng ở Tara. Thành phố này, nơi có dân số chủ yếu là người Ả Rập, nằm cách Tel Aviv khoảng 24 km, tức là tương đương khoảng 15 dặm về phía đông bắc. Và thiệt hại đáng kể được phát hiện sau khi ít nhất là 3 cơn lốc xoáy đã tấn công Oklahoma. Được biết, ít nhất là 3 cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào tiểu bang Oklahoma vào sáng hôm nay. Thiệt hại đáng kể đã xảy ra ở Oklahoma City, bao gồm nhà cửa, công trình, đường dây điện, cây cối và tín hiệu giao thông. Ít nhất là 6 người bị thương và phải nhập viện với những thương tích không đe dọa đến tính mạng. Có gần 95.000 khách hàng trên toàn tiểu bang không có điện. Đội cứu hỏa thành phố đã ứng phó với nhiều phương tiện bị ngập nước. Mối lo ngại đáng gia tăng
về khả năng xảy ra nhiều cơn lốc xoáy hơn trong tuần này, vì đây là năm mà có nhiều cơn lốc xoáy ở Hoa Kỳ. Và tin về robot lầu cửa sổ AI ra mắt ở Hoa Kỳ tại Dallas. Thưa quý vị, robot lầu cửa sổ AI đã ra mắt tại Hoa Kỳ, tại Dallas, nơi chúng đang trèo lên các mặt bên của tòa nhà văn phòng để lau cửa sổ, được đặt tên là Ibex, theo tên loài dê nhanh nhẹn nổi tiếng với khả năng leo lên những ngọn núi dốc. Những chú robot này sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù robot có thể leo lên các tòa nhà theo chiều thẳng đứng, nhưng vẫn cần một người điều khiển duy nhất tham gia vào quá trình này để bảo đảm an toàn và giám sát. Ido Genosa là tổng giám đốc điều hành của Robotic, lưu ý rằng những chú robot này đã hoạt động ở châu Á và Trung Đông trước khi được giới thiệu tại Hoa Kỳ. Robot Ibex không chỉ lau cửa sổ mà còn kiểm tra các tòa nhà, cảnh báo chủ nhà về các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình bảo trì. Công nghệ tiên tiến này được coi là bước tiến cho miền Bắc Texas, tích hợp AI vào các hoạt động hàng ngày trong khu vực. Việc phát hành robot Ibex tại Hoa Kỳ được GEDEC tổ chức tại Dallas đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc sử dụng AI trong việc bảo trì tòa nhà. Và tin về các cử tri ở Washington tuần hành vì quyền phụ nữ. Ngày thứ Bảy hôm qua, thì cử tri ở Washington đã tham gia một cuộc tuần hành vì quyền phụ nữ ở Everett, phản ánh một phong trào toàn quốc đang phát triển trước cuộc bầu cử sắp tới. Được tổ chức bởi Naomi Dietrich, người sáng lập Snohomish County Indivisible, sự kiện này là một phần của hơn 200 cuộc tuần hành tương tự trên khắp cả nước. Dietrich nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đưa mọi người đến các điểm bỏ phiếu để bảo vệ quyền của phụ nữ, đặc biệt là việc lật ngược Roe v. Wade. Cuộc diễn hành thu hút khoảng 200 người tham gia, bao gồm các quan chức địa phương được bầu lên, những người đã nói về tầm mức quan trọng của quyền sinh sản và sự an toàn trong các quyết định của phụ nữ. James Todd, một người tham gia, thì đã bày tỏ tình yêu của mình đối với đất nước, mặc dù có sự bất đồng về một số quyết định, và khuyến khích cử tri hành động theo niềm tin của họ. Ông kêu gọi những người tham dự bỏ phiếu cho những gì họ tin là đúng khi họ đến các điểm bỏ phiếu vào ngày thứ Ba. Và hoạt động phân phối bột mì của UNRWA thu hút đám đông lớn ở Gaza. Được biết, đợt phân phối bột mì gần đây của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, UNRWA tại Gaza, đã thu hút được sự tham gia đáng kể, đánh dấu đợt phân phối bột mì đầu tiên sau 5 tháng. Sự kiện này diễn ra tại Deir al-Bala, nơi mà UNRWA cung cấp 5.000 bao bột mì, nhiều trong số đó do cơ quan cứu trợ thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Liên Hiệp Quốc đã mô tả tình hình ở miền Bắc Gaza là ngày tận thế vì tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ này xảy ra trong bối cảnh mà Israel gần đây đã bỏ phiếu cấm UNRWA hoạt động trong lãnh thổ của mình, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu trợ trong khu vực. Tình hình này nhấn mạnh những sự thách thức đang diễn ra mà người tị nạn Palestine phải đối mặt và nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo. Tính về hai cảnh sát Ohio liên quan đến cái chết của Frank Tyson khi bị giam giữ bị buộc tội ngộ sát. Hai cảnh sát ở Canton thuộc tiểu bang Ohio đã bị truy tố vì tội ngộ sát liều lĩnh liên quan đến cái chết của Frank Tyson, một người đàn ông 53 tuổi đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ ngày 18 tháng 4. Bản cáo trạng được đưa ra sau khi mà bồi thẩm đoàn tìm thấy đủ bằng chứng liên quan đến tình tiết chung quanh cái chết của Tyson. Tyson đã chống cự khi bị bắt sau khi vào đồn AM Vets sau một vụ tai nạn xe hơi. Trong quá trình bắt giữ, thì các cảnh sát đã quỳ gối lên lưng của anh khi anh chống cự, mặc dù anh liên tục nói rằng tôi không thở được. Sau khi được lật ngửa, rõ ràng là có điều gì đó rất không ổn, và sau đó thì anh đã chết ở bệnh viện trong khi vẫn bị còng tay. Nhân viên điều tra tử thi của quận Stark
thì đã phán quyết cái chết của Tyson là một vụ giết người. Lưu ý rằng tình trạng say rượu cấp tính là yếu tố góp phần. Gia đình Tyson và luật sư của họ thì đã bày tỏ mong muốn về trách nhiệm giải trình và cải cách trong hệ thống tư pháp, nhấn mạnh rằng cảnh sát cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Sở cảnh sát Canton thì tuyên bố rằng các cảnh sát liên quan đã được cho nghỉ hành chính có lương theo chính sách của sở. Vụ án này đã dấy lên lời kêu gọi cải cách sâu rộng hơn trong hoạt động thực thi pháp luật. Sau khi tìm được thi thể của ca sĩ Liam Payne đã được chuyển từ nhà xác ở Buenos Aires đến một cơ sở bảo quản. Tin tức bi thảm liên quan đến Liam Payne, thi thể của cựu thành viên One Direction, đã được chuyển từ nhà xác ở Buenos Aires đến một cơ sở bảo quản. Anh đã qua đời vào ngày 16 tháng 10 sau khi ngã từ ban công khách sạn và vẫn chưa rõ liệu cú ngã này là vô tình hay cố ý. Các báo cáo về độc chất học ban đầu chỉ ra rằng có cocaine trong cơ thể anh tại thời điểm mà anh qua đời. Gia đình của anh đang chờ các thủ tục giấy tờ cần thiết để hoàn tất quá trình đưa thi thể của anh trở về Vương quốc Anh để chôn cất. Và người hâm mộ Dodgers ăn mừng chiến thắng World Series thứ 8 của đội ở Los Angeles. Đó là một lễ kỷ niệm sôi động tại Los Angeles vào ngày thứ 6 vừa qua khi người hâm mộ Dodgers tụ tập để kỷ niệm chiến thắng World Series thứ 8 của đội. Sau màn lội ngược dòng đầy phấn khích trước New York Yankees vào thứ Tư, mà nhiều người gọi là một trong những trận đấu vĩ đại nhất trong lịch sử bóng chày, bầu không khí thật sôi động. Natasha Chen của CNN đã tường thuật trực tiếp từ sân vận động Dodger, nơi mà có khoảng 50.000 người hâm mộ nhiệt tình đã đến để ăn mừng cùng với đội. Cầu thủ ngôi sao Mookie Betts cùng với các đồng đội của mình đã phát biểu trước đám đông phấn khích trong sự kiện. Người hâm mộ đã chia sẻ mối liên hệ sâu sắc của họ với đội, với nhiều gia đình trải qua nhiều thế hệ ủng hộ Dodgers. Một người hâm mộ lâu năm, Art Ortiz, thì đã kể lại những trải nghiệm của mình khi tham dự các trận đấu World Series trước đây và bày tỏ niềm vui khi được tham gia lễ kỷ niệm, mặc dù anh ấy đã có vé cho một trận đấu tiềm năng vào đêm đó. Cuộc tụ họp này đặc biệt có ý nghĩa vì chiến thắng World Series gần đây nhất vào năm 2020 thì có những hạn chế khiến cho người hâm mộ không thể cùng nhau ăn mừng. Niềm vui cuối cùng khi có thể tụ họp và cổ vũ như một cộng đồng là điều dễ nhận thấy, đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ cho tất cả mọi người tham gia. Và thưa quý vị, văn phòng bầu cử quận Land được ở Oregon thì cho biết là cách giải quyết và bảo vệ phiếu bầu. Cơ quan bầu cử quận Land tại Oregon đang tích cực làm việc để tăng cường lòng tin, tính minh bạch và an ninh trong quá trình bầu cử khi cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024 đang đến gần. Với những sự lo ngại gia tăng sau các cuộc tấn công vào các thùng bỏ phiếu ở Portland và Vancouver gần đó, các quan chức thì đang nhấn mạnh các biện pháp hiện hành để bảo vệ cho các lá phiếu và bảo đảm chúng được giải quyết đúng cách. Khi một cử tri bỏ phiếu thì lá phiếu của họ luôn được quản lý bởi ít nhất là hai cá nhân từ các đảng phái chính trị khác nhau. Thực hành này nhằm mục đích duy trì tính công bằng và an ninh trong suốt quá trình bỏ phiếu. Các lá phiếu thì được bỏ vào bất kỳ thùng phiếu nào trong số 21 thùng phiếu của quận Land đều được các nhóm được chỉ định thu thập và phân loại bằng máy phân loại tiên tiến được mua vào năm 2019 với giá là khoảng 250.000 Mỹ Kim. Các máy này quét mã vạch và chữ ký để xác minh danh tính cử tri trước khi phân loại phiếu bầu để giải quyết thêm. Nếu có sự khác biệt giữa chữ ký của cử tri thì nhân viên bầu cử sẽ so sánh thủ công với chữ ký trong hồ sơ để bảo đảm độ chính xác. Ngày cuối cùng để gửi phiếu bầu là ngày 31 tháng 10. Sau ngày này thì cử tri phải đến văn phòng bầu cử để giải quyết mọi vấn đề hoặc lấy phiếu bầu mới. Cử tri sẽ nhận được thông báo nếu mà có vấn đề với thời hạn là 26 tháng 11 để sửa bất kỳ vấn đề nào về phiếu bầu. Văn phòng bầu cử thực hiện các giao thức an ninh nghiêm ngặt, bao gồm yêu cầu hai thẻ để vào các khu vực khác nhau, đặc biệt là phòng kiểm phiếu, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt.
những người quan sát từ các đảng phái chính trị địa phương được phép trực tiếp theo dõi quá trình này và có thể xem trực tiếp quá trình kiểm phiếu trên trang web của Land County Elections để công chúng xem. Bất kỳ sự khác biệt nào được xác định trong quá trình kiểm phiếu thì đều được đối chiếu trước khi bỏ phiếu vào thùng để quét vào ngày bầu cử, diễn ra lúc 8 giờ tối. Land County Elections thì nhấn mạnh tầm mức quan trọng của việc bỏ phiếu sớm để giảm thiểu mọi lo ngại liên quan đến việc giải quyết phiếu bầu và bảo đảm rằng mọi phiếu bầu đều được kiểm chính xác và an toàn. Bản tin vừa rồi kết thúc tin tức khắp nơi trên thế giới của chúng tôi hôm nay, Việt Face TV. Và Bích Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là bình an bên gia đình và người thân. Và nhớ đi bầu ngày thứ ba, 5 tháng 11. Kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.